được lắm, mùa này mùa mưa mà. Nhưng mà tớ nghĩ là cũng được đấy, nước này là ổn định đấy. Vừa ở đấy. Ôi, ở đây rau càng khô rất là nhiều luôn. Đấy, chỗ này được này. Trời ơi. Được đấy. Anh em Hiếu xin chào tất cả quý cô chú anh chị của các bạn. Xin chào cả nhà nhá. Thì ngày hôm nay anh em trở lại một cái khu rừng mới cả nhà. Ở đây thuộc một con sông rất là lớn, suối nhà, suối mà gọi là suối, bây giờ biến thành sông đấy. Thành sông rất là to. Thì trong clip vừa rồi anh em Hiếu cũng chia sẻ với cả nhà có hai người đồng hành cùng là đi trải nghiệm. Nhưng mà anh em Hiếu thành thật xin lỗi tất cả cô chú anh chị cùng các bạn là mấy ngày hôm nay thì không thể thực hiện xong được cái hành trình đó. Thứ nhất là do những người đồng hành đó họ không phải là những người đi rừng chuyên nên cũng không thực hiện thành công được cái chuyến đi như mong muốn, như dự định. Và thứ hai là do yếu tố khách quan, thời tiết không ủng hộ nên chuyến đi của chúng ta lại không thực hiện được thành công tốt đẹp cả nhà. Rất là mong cả nhà thông cảm cho. Anh em thành thật xin lỗi cả nhà và hẹn cả nhà vào một cái dịp, một cái hành trình nào đó nhé. Còn hôm nay thì hai anh em đến ở đây. Hiếu hôm qua có sắm một bộ câu và anh em cũng đem theo một ít vớt cần câu cả nhà. Đến đây thì chúng ta trải nghiệm một cái mùa lũ này, chúng ta câu cá xem sao nhé. Ở đây bữa nay là mùa mưa nên anh em cũng sẽ chỉ chia sẻ những cái video ngắn và không đi sâu vào rừng được nhé cả nhà. Mưa bão rất nguy hiểm. Và bây giờ mời cả nhà cùng đồng hành với anh em trong video ngày hôm nay nhé. Trong rừng thì cái khu này anh em chưa đến nên là không biết là có run hay không. Đấy, có một số người họ lấy măng, măng le. Dọc bờ suối này này, họ thường hay đi thường xuyên đấy. Ở đây là có đường của những người họ đi tuần đấy cậu. Đúng rồi. Đây, có đường đi. À, có cái cầu đi à? Cầu này. Có cầu này, cầu. Đó, bắc có cây cầu. Cầu. Cây cầu tre năm xưa hai bên đồng lúa trổ. Ui trời. Nước rồi. Ui trời. Nước mạnh lắm. Thêm lú kìa. Tới ngọn cây luôn mà. Hả? Nó gấp rác tới ngọn cây luôn. Đâu? Nó lú rồi. À cái bên kia đấy, đúng rồi, nó tới đấy đấy. Khiếp nhờ. Mức đấy đấy. Cái này mới có tới đây. Ồ, tới đây luôn cầu này. Tới đây luôn. Ờ, đúng rồi đấy. Tới đây luôn cả nhà xem nào. Ủa, mình cắm trại ở đâu cho nó an toàn ta. An toàn nhỉ. Thế nào câu cao tí nhỉ. Chỗ này nó hay thấp thấp như thế này thôi. Không, ở đây nó không tới đây cậu ạ. Ờ, nó chỉ bìa bìa ở đây thôi nhỉ. Bìa thôi, không tới đây. Chắc là anh em mình sẽ... Đấy, 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 cắm chỗ kia kìa. Đây này. Ờ, chỗ đấy. Chỗ này đi. Để dựng trại đây nhá. Trời mùa này là không có biết được mưa nắng như thế nào nhỉ. Thất thường nên anh em sẽ làm cái mái che trước. Phòng để che máy móc nha, thiết bị máy quay. Anh em sẽ dùng dây rừng này. Mình làm cái phần nóc của tên ấy, dùng dây thôi. Úi giời, gặp cái cây này nó có gai nữa thì nó không tuột được đâu. Thoải mái luôn. Thoải mái luôn. Thấp, ngắn quá hả? Hẹp quá. Ngắn quá hả? Không, làm sao? Ủa, ngắn quá. Sẽ làm cái mái này bằng dây cả nhà. Mình sẽ đan cái dây thành cái mái và trong ni lông đây. Ở đây thì ni lông tấm hơi nhỏ nên là đủ hai cái võng cho hai anh em nằm. Tạm thời cái mái che thì đã được rồi. Bây giờ nó sẽ nghiên cứu là mắc cái võng ở đây cả nhà. Rồi, vác lên đây. Đó. Đây có chắc chứ. Rồi, bỏ lấy cái trống kia đi. Bên này chắc rồi. Được rồi. Cao lên. Cái này phải chặt cao lên nữa. Ừ. Chặt cao.
kẹt cao lên đến thấp bên này ấy đấy, nó tụt tuột, tuột xuống dưới ấy. Đấy, ok. Thử cái này, nằm nó vừa chưa. Nó bị cong lưng đấy. Cong lưng, được, nằm được. Mưa không tạt đâu. Ồ, sợ tạt thế này. Sợ tạt thế này. Là quay đầu sang đấy. Quay đầu xuống suối. Không, nhưng mà tôi nghĩ là... Nói chung là mình ở một ngày, hai ngày thôi. Nhưng mà trên này lá thôi, nó cũng không tạt được. Có lá không tạt được. Nó sợ mấy cái lá này nó lá, bắn hả? Lá này nó không có thể tạt. Đúng rồi. Không phải rảnh, nó rảnh. Thôi được rồi, anh em mình đi. Bây giờ đi kiếm đồ ăn thôi. Một con này cả nhà ơi. Vừa thả xuống này, quá đá luôn. Cá to, cá suối ở đây. Cực to luôn. Này, khủng khiếp. Đá chưa? Cá rất là béo mà to nha. Hiếu dùng hai mồi nha, được một con rồi. Vậy là anh em có đồ nướng trưa nay rồi nhá. Đó. Ui da, to thật, cá to thật đấy cả nhà. To hơn ở suối ở bên hôm Hiếu với Muôn câu nha. Ui da. Muôn ơi. Cá cá. To. To, cá này là cũng cái loài cá trắng thôi cả nhà. Cá trắng thôi. Rồi dính rồi cả nhà. Cũng được. Nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà cũng được. Con này thì nó nhỏ hơn con này nãy nha. Con nãy to hơn. Con này để bằng cái lứa mà cá suối mà hôm Hiếu câu ở trong trong rừng biên Campuchia. Bây giờ mưa nên Hiếu phải chạy về chứ không là máy quay ướt hết cả nhà này. Tí nữa rồi anh em mình ra quay câu sau. Mưa mưa mưa. Chạy về lán đã. Muôn đang đốt lửa để chuẩn bị nấu cơm kia. Đó, thấy ánh lửa rồi. Anh em phải dùng nước mưa nha cả nhà. Bây giờ cái sông suối nó không có dùng nước được, anh em phải tận dụng nước mưa để hài. Mưa mạnh đấy. Là có tấm ni lông nó đỡ hẳn luôn đấy. Lộp đột lộp đột lộp đột.
đây. Ui, chỗ này đẹp lắm nha cả nhà. Cây gạo to. Sóc à? Ừ. Ô, rau dớn, đúng rồi. Vứt luôn đi, tối ăn luôn. Đây này, dưới chân mầm. Ôi, non lắm. Rau này ngon lắm này. Này, mầm này ngon lắm này. Ô, nước chảy mạnh cái này có thả được không? Nước mình nhiều phát lũ tới đây. Lũ tới đây đây. Rồi lớn này, trời ơi, ngon này. Để chắc thả ở đây xuống. Rồi lớn đây non. Có người vẫn hái nha, cái vết cũ này. Ui lớn này mà. Bán một bó nó cứ 5.000 cho mọi người nha. Ừ này. Làm bó to như này này. Cái này bán bó 5.000 lãi quá. Kia nó có một cái húng đẹp kìa. Ôi cậu ơi. Ui cái cây kia. Cái quao. Cái núc nát kìa, ui nhiều lắm, trái làm sao mà lấy mà ăn kìa. Ủa cái trái đấy, trái như cái kiếm ấy cậu thấy không? Ủa cái cây này nhiều chưa, trái nhiều chưa? Cây cây quao. Sao thế? Sao à? Sao lắm, bên đấy nó hầm đấy. Ồ, rồi, được không? Ổn không? Ổn. Ồ, mình khoái cái cây này lắm đấy, mua rồi. Cây này trái này, trái nó nhiều lắm đấy. Chưa ăn nó bao giờ, tớ cũng khoái nó lắm. Ui, cầu mà hái được tí nó lên, tớ làm món cho, nướng lên ăn ngon lắm. Cái này chắc nướng thịt bò ngon nhỉ? Không, nướng lên làm, cắt một ít thịt hun khói làm gỏi cũng ngon. Thế á? Ừ. Đúng bài luôn. Phải lấy thôi. Xem cái trái nào mà còn non ấy. Bây giờ muôn sẽ leo lên cái cây này này. Lấy mấy trái nhá. Thật sự đi rừng trước nay bây giờ mới gặp cây này. Thường là ở quê mới có cả những cậu ạ. Quê tớ hay có. Ở trong rừng ít khi gặp nó lắm nha. Mà bây giờ tự nhiên đi gặp cái cây này luôn. Cơ hội có 1-2 đấy anh em tận dụng. Ổn không anh bạn? Gai quá. Gai à? Cẩn thận đi nhá, nhưng mà ở đây nước, nếu có rơi cậu cũng tỏm dưới nước mà. Rơi chỗ này này. Trái này này, cái chùm này cả nhà này, chùm này là non này, hai cái trái này non này. Đó. Ba trái này là ăn được hai trái kia, hai trái non. Cả nhà biết cái trái này có tên gọi khác thì comment lại cho anh em biết với nhá. Hiếu gọi là trái trái quao, trái núc nát cả nhà. Gãy không ạ? Hả? Có bị gãy không? Gãy thì gãy liền đấy, tớ nghĩ là nó gãy đấy. Cái liền hả? Ừ. Cậu hái cái trái kia trước đi. Trái này đã. Đâu? Lấy lên cái này đâu rồi. Đưa chân. Trái đấy là tớ nghĩ là nó ấy rồi, già rồi. Nhìn cái mặt nó thôi xem. Cái này nó nhỏ hơn chắc là hai cái này nó nhỏ hơn này. Nếu mà cái này ăn được là hai cái này ăn. Cậu thử bấm móng tay nó có vào không? Ô, non thì ăn được. Ngon, ngon. Mà tự nhiên nó gãy à? Ờ. Con gì nó cắn nó? Con ném qua được không? Bấm được quặp mà, hiểu không? Ồ, thế ăn được. Bẻ ra coi. Đây này. Cậu thử cắn một miếng con sống coi. Ừ. Có mềm không? Mềm, ngon lắm. Ném đi. Cắn rồi, đã thấy ngon rồi đấy. Thơm đúng không? Ừ. Rồi. Đây cả nhà, trái nó đây. Ui. Đá đúng không? Cũng hơi già rồi cậu. Ồ, ăn được, ngon. Được mà. Ui, trái. Cái này thì hai anh em một trái là no rồi. Bây giờ mình lấy được ba trái ở đây này cậu này. Cẩn thận nhé anh bạn. Nếu mà gãy thì thế này gãy được này. Có cái lan kìa. Đi lùi nhá. Đi lùi giống như kiểu con ấy, cù liền ấy. Đó. Đấy, được cái đúng này. Rồi cái trái đấy. Trái đấy ngon đấy. Trái đấy là ngon nhất. Ném qua được không? Được. Ê, trúng. Rồi đây, trái này ngon.
Đúng ngon luôn cậu ơi, trái này đúng tuyệt vời luôn. Úi trời, trái này thì đúng quá ngon luôn cả nhà. Trái quao. Tớ nghĩ là hai trái đấy vẫn còn ăn được. Được, hai cái này ăn được. Xem quả này cậu thùng phi xuống luôn này. Kiểu gì tớ cũng phi xuống luôn này. Ờ. Mà phi kiểu gì cho nó đẹp. Phi cho đẹp nữa à. Dẻo đấy nhá. Dẻo, ố, nó vẫn dẻo đấy chứ nhỉ. Cầm cái cây trên đã. Tớ lấy cái dưới đó. Ở dưới hả? Được không? Ổn. Hai trái luôn. Ổn không anh bạn ơi? Ổn không? Hả? Được, được, ngon, ngon. Tôi tưởng là gãy xong là một cái là không ăn được nữa. Đây, đây, lên chỗ này luôn. Úi, cái quả này thì anh em đồ ăn không thiếu rồi. Ồ, ngon lắm, hai quả này ngon lắm. Ồ, tớ thích nhất quả này. Quả này ngon. Rồi, cuối cùng muôn cũng thùng phi xuống được rồi. Này, trái này này. Ui, trái này ngon lắm cậu ơi. Trái này cũng ngon này. Ui, dẻo này. Nó dẻo như này là non này. Ui, búp nó này. Cái búp đó không ăn đâu cậu. Ăn cái hoa nó cũng ngon. Được chưa? Ồ, cái này là cậu đem về mai. Ngày kia đem về cho bố với mẹ một quả nhé. Hai ông bà một quả ăn thử cho biết. Ờ, ăn thử cho biết quả này nhá. Nó đảm bảo là ngon đấy. Cái này thì hơi già rồi. Nhưng vẫn vậy ấy nhỉ, thế dễ quá nhỉ. Nó mềm mà. Đây là anh em được ui mấy trái? 4 trái, 5 trái. Đâu? Kéo cái này lên. 4 trái cả nhà. Ô, kéo lên không chờ tí mắc lưới. Tối nó đang kéo lưới mình cả. Ừ, cái này. Ôi, anh em mình xuống suối một chút mà đồ ăn này, trời ơi. Tối nay về mình sẽ làm một món gỏi, cái này mà có thêm lạc nữa thì cũng ngon. Cái này giống cái nghệ vậy ta. Ô, muôn, muôn nghệ nghệ. Cái nghệ thơm lắm. Đây này, thơm lắm. Ô, không cái nghệ luôn ấy, không phải rừng nữa. À, cái nghệ chắc nó trôi đâu ra nhỉ? Đâu ra nhỉ? Lấy lá nghệ này, tí nó về có cá rồi nấu cá ngon cậu này. Lấy lá, lấy củ luôn. Thơm nhỉ? Một cây sao quá khủng khiếp cả nhà. Cây gỗ sao. To chưa? Ô, cái này là phải muôn phải 3 người mới ôm hết cái sao này. Nhưng mà 3 người đó phải rắn mới ôm được chứ. Đúng rồi. Cái sao này to thật luôn đấy. Hai nhánh nha. Có cây tắc cây đá bám vào đây. Ngay suối đẹp cực luôn. View cảnh ở đây rất là đẹp luôn cả nhà. Ôi mua này ở trên tắc cây đá nhiều. Cái này tắc cây sao. Ôi nhiều lắm. Đó, anh em vừa kiếm được rau vừa kiếm được gia vị luôn rồi. Ui chà, có con nhện hẹp chưa? Cậu trên. Đây này. À, đấy. Chạy rồi. Đây này. À, nhìn gai. Anh em tiếp tục giăng một đoạn lưới ở bên đây nữa cả nhà. Muôn đang lên phía trước này, bỏ lưới cả nhà. Hiếu sẽ tranh thủ câu nhé. Xem có được không? Lúc mới vào thì Hiếu câu thử nó ăn rồi. Nhưng lúc đấy thì đang giờ gần trưa. Bây giờ mình sẽ câu thử xem. Ôi giời ơi.
kết quả là mày mò từ lúc chiều giờ anh em câu không được cả nhà. Bây giờ thì phải đốt lửa lên. Câu được con này này. Câu được mấy cái con này. Con quao. Bây giờ cậu đi tắm đi, thay đồ đi, khỏi lạnh nhá. Để tớ đốt lửa lên nhá. Cậu đốt lửa đi. Ờ, tớ đốt lửa nhá. Lửa anh em mình làm món ăn đá rồi tối mình đi thăm lưới đi câu đêm. Có làm tí nữa nhỉ. Có chứ. Làm tí. Ôi kiến chỗ. Kiến này, đừng có đặt xuống. Ở đây ăn cơm mà không được đặt xuống nha. Đặt xuống là kiến nó không cho phép. Mời cả nhà dùng cơm với hai anh em cả nhà. Anh em ăn tạm thôi, tối nay thì có đem một ít đồ thức ăn vào thì thun khói với cái trái hồi chiều anh em nướng rồi cho vào rồi làm tí. Con mời các cụ con đây về dùng với cơm với hai anh em con nhé. Không, anh em mình dùng mời cả nhà ăn cơm nhé. Mời cả nhà làm tí với anh em nhé, rượu ba kích cả nhà. Thôi mời cả nhà dùng cơm. Thôi cậu nhé. Ngon không? Ăn ngon không? Nhìn cái này nó tím này. Đen luôn đấy, đen luôn. Ngon. Ngon không? Cái quang ngon lắm. À, trái này cũng ngon. Điều đó cũng na ná. Mình nhớ cái trái đó nhờ. Nó ngọt ngọt chấm à. Cái trái này ngon. Đó. Lâu lắm mà không được ăn thì ăn thấy thèm á. Gặp là thấy thèm luôn. Ngày hôm sau mình làm chính thức cái món này luôn này. Hôm nay là anh em về tối này cũng không quay thì nấu ăn cả nhà. Cái này thì anh em nấu cái thịt với cái trái này nấu qua ăn bữa tối rồi bây giờ anh em sẽ đi câu đêm. Câu đêm mà đi cắm câu nha. Xem sáng mai có thành quả anh em sẽ làm ẩm thực cho cả nhà mình xem. Cái trái cái phần này thì nó ăn mới sướng cả nhà này. Cái trái phần giữa này này. Cái hạt của nó sau này ăn được không? Hạt nó sau này nó dai lắm, chắc cứng này. Không là nó nở bung ra là nó rơi xuống nó lên cây ấy. Được là cái hạt nó mà ăn được giống như hạt kê mấy cái hạt kia nhỉ. Nó đắng ngọt, lâu ngày ăn bữa sướng rồi, ngon. Tớ thèm không? Tớ thấy nó là tớ thèm luôn. Nhớ cái món thèm luôn. Hôm nay là vội quá nên anh em không có quay làm rồi nhé. Mai anh em sẽ tìm xem có cá không. Con thêm nguyên liệu phụ để làm cho nó được rỡ nha. Làm cho ăn mỡ heo bây giờ ăn không còn ngán nữa. Không ngán nữa. Tối làm tí rồi cho ấm à. Cho ấm người. Gần cốt nó dán nở nha. Ngon đấy, lâu lắm là không được ăn cái này. Đã đắng ngon ngọt đắng cay ngọt bùi à. Cái nước à chắc ăn ngon lắm rồi. Có thử trang nó sền sệt quá rồi không trang được. Anh em vừa cơm nước xong bây giờ tranh thủ ra cắm mấy cái câu cả nhà xem sáng mai có được con nào không để kiếm. Chắc có lẽ là cái ngày cái ban đêm đầu tiên cái cắm câu đêm ấy. Đúng rồi. Ở đây thì cá lóc thì không có đâu. Nó chỉ có cá lăng với lại cá trắng thôi. Ê, tớ tưởng cá ấy rồi. Hả? Ê. Cái gì đấy? Con quên mày tên rồi. Con chun, rắn chun đấy. Ui trời nó mập không? Con này ăn được này cậu. Con này rắn chun, con này nó không cắn đâu. Đúng rồi, nó không cắn mà thấy ghê quá. Ghê cả nhà. Con này con rắn chun này, con này béo lắm nhỉ. Ăn không cậu? Thôi nhỉ. Không, để cho nó sống đi. Nó này rắn chôn nha. Kiếm ăn mà mình cũng đang kiếm ăn đấy. Con này thì nó hiền mà. Kêu là con rắn chôn, nó béo lắm. Đây mà.
thả lưới á. Ủa trên đấy hả? Chỗ này này. À. Chỗ đoạn này thôi. Có đường mà đúng không? Có. Anh em sẽ cắm mồi giun trước. Không, đi đường này thôi. Cậu đừng có đi vào trong rừng nó rập. À, có chiếc dép. Chiếc dép của bị trôi. Có chiếc một đôi nữa thử, không thấy nữa. Trôi gì mà cứ trôi một cái thôi. Này, hồi lúc trưa thì Hiếu có câu ở đây. Nhưng mà được có hai con. Cái đầu tiên anh em sẽ cắm chỗ này. Ban đêm nhìn cái mặt nước nó phẳng lặng nhỉ. Không có thấy chảy luôn ấy. Nó lừa người đấy. Biết nó có với được cái dây này không? Với thì với cũng chả sao. Không với được đâu. Này, cái đầu tiên anh em cầm cái con chôm chôm. Cái rừng nó biếu lên cây là nó toang đấy. Không, nó không biếu đâu. Cái con chôm chôm này nó cứ ở đây thôi. Đấy. Đấy, một mồi rồi cả nhà. Cái này thôi. Cái này hai cái nhỉ. Cầm nó chắc chắc nha. Ngoài nghe phồng 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 phồng. Đã nha. Có cái gì không mà mai. Nhưng mà cứ cắm thôi. Cái này là lại con châu chấu. Chấu đá xe hả? Sấm này cậu, mới có mưa sấm. Sấm ngùng. Hy vọng là không mưa. Đây chỗ này cái cây tắc cải đá với cây tổ quạ nhiều lắm. Có là cây lan quế kìa. Một chùm luôn đấy. Ở đây là thuộc rừng quốc gia nên là cây cối hầu như còn nguyên sinh cả nhà. Xong rồi. Xong rồi à? Tớ vừa thả xuống nhưng mà đúng. Úi dồi, lưới à? Lưới. Được con gì không? Không, cái này là lưới tớ trước bị trôi xuống đây. À, lưới của cậu trước đây. Cách đây là mấy năm rồi. Úi dồi ôi. Mấy năm rồi. Chắc mà giờ đúng còn cái nịt nhỉ. Cái năm ngoái nó bị cái nước trôi này nè. Đấy này. À. Cái dây điện mình cắm vào đây vẫn còn. Đúng là của mình luôn. Khiếp, nó có duyên thật đấy. Để xem cái dây dù nó còn không hay là bị đứt rồi. Lấy cái chì không? Lấy chì đây. À, lên để lấy chì. Mua hồi nãy còn mấy cái đang cắm ở bên đây còn. Hiếu xuống trước để thả câu xem thế nào vậy nè. Đây nè, thì mình đã. Thì mình đang ăn hay sao? Nó thấy giật giật kìa. Dây giật là do nước nữa. Chưa nghe gì. Bây giờ là sẽ để cho muôn thử cái vận may xem. Không biết được không nữa. Hy vọng là may mắn nhỉ. Mở câu ra, mở khóa cho. Chắc chứ là mình sẽ ở bên kia thang một chút. Câu hả? Cái này cho nó cuốn ngược. Cuốn. Nhưng mà chỗ này là cá nhiều đấy cậu này. Cậu đã mở máy đâu mà. Mở máy hết nó mới chạy được. Chảy quá, nước chảy xiết quá nhỉ. Anh em đang thử câu đêm để xem sao. Muôn bảo là trước đây đã từng câu đêm đây hả? Quá giờ. Quá giờ rồi. Thường ăn giờ chập tối cả nhà, 8-9 giờ mà anh em làm cơm ăn uống xong cũng hơi trễ. Thay đổi hai vùng câu nhưng mà không đạt. Không chịu ăn, cá không ăn. Không biết là khu này không biết có người hay câu không mà anh em. Câu nãy giờ gần tiếng đồng hồ nhưng mà không có thấy cá ăn nữa. Sương mù luôn này cả nhà. Đây cả nhà thấy ánh đèn mù này, sương nó bay.
anh em sẽ thăm lại mấy cái bẫy xem, à mấy cái câu xem có được không nhé, rồi anh em về nghỉ thôi. Sáng mai đi thăm lưới xem sao nữa. Sáng mai chắc là dậy sớm anh em mình câu sáng cậu ơi. Thăm mấy cái này mà toàn hết mồi thôi cả nhà. Hết mồi à? Sao được con nào? Được mỗi con. Ôi thịt gai ngon cậu ạ. Được một con này, này tầm này mà được tập chục con này ngon cậu nha. Đúng rồi. Thịt gai nha cả nhà. Đó, con này là nó có một cái đặc tính, nó có một cái đường gai ở trên lưng nha. Đó. Được chưa? Được rồi, tớ ngon lành rồi đấy. Cho cái cây nó xuống tí nhỉ. Tớ hơi cao. Cho nó xuống tí. Được. Cái đây lên thôi. Đây. Chàng có vừa. Nó đứng như tua. Nó hơi cao hay là cắt cái que này đi. Sợ mưa là nó dột vào. Cái thế thì hai nó bằng nhau quá. Đúng, cậu lại thấp. Tớ lại cao quá. Thôi được, cái này là được rồi. Khi nào nó mưa ấy, thì cháu gậy lên. Vậy là một đêm anh em đi mà được câu cắm nha, câu cặn thì được một con. Một đêm anh em mà được một con cá cả nhà, được con chạch chứ, chạch gai. Hôm nay tổng cộng được rồi 3 con à. 3 con. Lúc trưa vào thì Hiếu câu được 2 con. Anh em hôn khói rồi. Con chạch còn để đâu rồi? Tôi để trong cái túi thôi. Chạch gai, chạch gai hả? Ừ. Béo đấy, chọc này ngon đấy nha. Bây giờ cũng muộn rồi, chắc là anh em Hiếu xin phép đi nghỉ. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Chúc cả nhà ngủ ngon nhá. Hẹn gặp lại cả nhà vào sáng mai nhá. Cả nhà yêu mến anh em thì cho anh em một like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần anh em cả nhà nhá. Đó, bây giờ anh em mình sẽ đi ngủ thôi. Good morning. Good morning, good night. Good see night. You again. Hẹn gặp lại cả nhà vào sáng mai nhá. May là mình đem những cái tấm này thì mình cảm giác nó yên tâm, mưa nó không sợ nhỉ. Cái này thì nếu mà sợ cây nó rơi thôi. Thế mình cứ sợ cây rơi là nó chọc đúng ngay chỗ mắt mình. Chọc lỗ. Chọc lỗ. Cổ chưa. Nhưng mà cũng ít. Thì cây thì chỗ này thì vài cái tán cây này cũng sao đâu. Cái lông này thì làm đơn giản. Chỉ cần lấy mấy cái dây rừng mình căng căng như này. Đẹp đúng không? Nước cứ tôi thoải mái. Quý cô chú anh chị cùng các bạn thân mến, trong những cái chuyến đi rừng, anh em có thu gom một số sản phẩm của rừng như nấm lim xanh, được biết đến với nhiều công dụng ngăn ngừa và điều trị các căn bệnh về ung thư và hỗ trợ về hệ đường huyết, tim mạch, mỡ máu, cũng như là sáo tam phân, cũng là một trong những cây thảo dược quý ở Việt Nam mình. Nó cũng được biết đến với rất nhiều công dụng về gan và các căn bệnh về ung thư. Ngoài ra thì một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe như mật ong và một số loại thảo dược dùng để ngâm rượu và chăm sóc sức khỏe. Quý cô chú có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bản thân, vui lòng liên hệ qua số điện thoại của Hiếu là 078-228-2345. Và những lúc anh em đi rừng không liên lạc được thì quý cô chú nhắn tin qua Zalo cho anh em. Khi mà trở về rừng thì Hiếu sẽ check tin nhắn và tư vấn, hỗ trợ, chia sẻ cho quý cô chú hiểu thêm về những cái sản phẩm, những cái dược liệu ở rừng. Anh em rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ cho hai anh em để có thêm kinh phí xây dựng và phát triển kênh. Một lần nữa chúc tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.